Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận tứ kết bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Thanh Hà và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Hưng Yên trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi tranh cúp Mỹ Thuật Duy Thăng lần thứ nhất năm 2021. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của Hưng Yên phía xa màn ảnh các bạn trong trang phục áo vàng và các cầu thủ của Thanh Hà phía gần màn ảnh các bạn. Trận đấu được diễn ra tại nhà thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Giang. Điểm số bây giờ là 12-8, 13-8 nghiêng về tuyển Hưng Yên. Báo cáo với các bạn là ở nửa đầu của set 2 này thì mình quay ở cái máy khác, nên là mình nó nát quá. Thôi video chưa được chém quá mình bỏ. Đầu điểm cho Thanh Hà 9-13. Hôm ra mình bỏ mất mấy quả. Do cái hôm đấy là buổi chiều rồi, máy nó căng, đâm ra cứ đủ, nó đầy máy nọ chuyển máy kia, đâm ra là mình đoạn đầu nó mất. Bóng không qua lưới. Đội điểm 10-13 cho Thanh Hà. Không được rồi. Và đỡ bước một không thành công của các cầu thủ Nghiên. Điểm số được nâng lên cho Thanh Hà 11-13. Báo cáo với các bạn là đây là trận tứ kết đấu loại trực tiếp, đội nào thua xách vali về nước. Hai đội đều có hàng công rất mạnh. Một trận đấu rất hay và hấp dẫn, quý vị và các bạn đừng rời màn hình lúc này. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm số cho Thanh Hà 12-13. Bên tuyển Thanh Hà phát bóng. Trọng tài đã thổi còi. Vừa rồi là trọng tài phát lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Thanh Hà. Điểm số nâng lên 14-12 cho Hưng Yên. Một điều rất thiệt thòi cho các cầu thủ Thanh Hà là chủ công xuất sắc nhất số 1 của Thanh Hà đến phút này đã bị đau chân, không thi đấu được. Chủ công số 1 của Thanh Hà gây rất nhiều ấn tượng cho quý vị khán giả, có những đường bóng pha đập rất uy lực. Rất tiếc một pha không hiểu ý nhau của hai cầu thủ Thanh Hà. Điểm số 15-12 cho tuyển Hưng Yên. Đập bóng tốt. Vừa rồi là pha đập bóng rất tuyệt vời của bên Hưng Yên, nhưng trọng tài đã bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Hưng Yên. Điểm cho Thanh Hà 13-15. Vẫn còn. Đó là pha phản xạ rất tuyệt vời. Vừa rồi là trọng tài xác định điểm cho các cầu thủ Hưng Yên 16-13. Bên tuyển Hưng Yên phát bóng. Không được rồi. Trọng tài đã thổi còi. Kể cả lộ bắn phá bóng đó mà đỡ được. Bên tuyển Thanh Hà xin hội ý. Tỷ số bây giờ là 17-13. Đã hết thời gian hội ý. Trận đấu tiếp tục. Mình đã cắt phần hội ý rồi. Bên tuyển Hưng Yên phát bóng. Lại một pha không hiểu ý nhau nữa của các cầu thủ Hưng Yên. Đội điểm cho Thanh Hà 14-17. Một điều rất thiệt thòi cho các cầu thủ Thanh Hà là đến những trận đấu quyết định cao thì chủ công xuất sắc nhất của Thanh Hà đã bị đau chân. Đá bóng tốt. Rồi là pha tấn công rất hay của chủ công số 1 bên tuyển Hưng Yên. Điểm
18-14. Vẫn còn. Vừa rồi trọng tài đã thổi còi. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật cầu thủ số 10 bên tuyển Thanh Hà. Điểm cho Hưng Yên 19-14. Rất tiếc cho các cầu thủ Thanh Hà. Một pha chưa chuẩn bị tinh thần. Một pha giật mình bất ngờ. 20-14 cho Hưng Yên. Đây cũng báo cáo các bạn là bởi vì hôm ấy là cái trận đấu này về buổi chiều, đâm ra là các cái máy quay mình đầy, mình cứ chuyển máy, đâm ra là mất đoạn đầu. Như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất trên đội tuyển Hưng Yên thắng đội tuyển Thanh Hà với tỷ số 21-14. Hai đội đổi sân và tiếp tục thi đấu trận đấu thứ hai. Sang trận đấu thứ hai thì các cầu thủ của Hưng Yên phía gần màn này các bạn và các cầu thủ của Thanh Hà phía xa màn này các bạn. Tỷ số bây giờ là 4-1 nghiêng về tuyển Hưng Yên. Đến phút này thì mình đã thấy xuất hiện cầu thủ số 1. Cầu thủ chơi hay nhất của tuyển Thanh Hà đã vào trong sân. Rất tiếc một pha đá bóng không thành công. 5-1 cho Hưng Yên. Ấn vào đấy cũng vẫn thấy nhảy dây. Đá bóng tốt. Đôi điểm cho Thanh Hà. 2-5. Đến phút này thì mình thấy cầu thủ đeo kính, cầu thủ số 1 của tuyển, cầu thủ chơi hay nhất của tuyển Thanh Hà đã vào trong sân. Bóng ngoài sân rồi. Thêm một điểm nữa cho Thanh Hà. 3-5. Rất nhiều quý vị khán giả hâm mộ cầu thủ số 1 của Thanh Hà. Lại hết máy nào hết. Đội bóng tốt, đội pha tấn công rất hay của các cầu thủ Hưng Yên. Điểm số được nâng lên cho Hưng Yên 6-3, khoảng cách nhân đôi. Bởi vì trận đấu này diễn ra lúc này vào lúc là những trận cuối của ngày thi đấu, đâm ra là đội nào cũng phải thi đấu 4-5 trận rồi. Đâm ra là cái dấu hiệu xuống sức của các cầu thủ chủ công, nếu những cầu thủ xuống sức rất rõ ràng. Các cầu thủ của Thanh Hà rất tập trung trong vòng vừa rồi. Trận đấu rất hay và hấp dẫn quý vị và các bạn. Đừng giơ máy lúc này. Rất tiếc một pha không hiểu ý nhau của hai cầu thủ bên tuyển Thanh Hà. Điểm 7-3 cho Hưng Yên. Cũng báo cáo với các bạn là đây là giải đấu dành cho lứa tuổi U20 của nữ. Mình nhớ là ở cái giải bóng chuyền hơi miền Bắc lần thứ 2 hồi tháng 11
năm 2020 thì đội tuyển Thanh Hà gặp đội tuyển Thái Nguyên. Thực sự đó là một màn trình diễn tuyệt vời của hai cầu thủ. Đá bóng tốt, vừa rồi là bóng đã lọt lòng. Thêm một điểm nữa cho Hưng Yên, 8-4, khoảng cách nhân đôi cho các cầu thủ Hưng Yên. Bỏ nhỏ thành công, mất tập trung của các cầu thủ Thanh Hà. 9-4 cho Hưng Yên. Ở giải đấu bóng chuyền hơi miền Bắc tháng 11 năm 2020 thì đội tuyển Hưng Yên đã để thua đội tuyển Thái Nguyên ở set đấu thứ 3. Ở đó là ở trận giải đấu đó mình thấy trận đó là cực hay. Đập bóng rất tốt, đó là dấu hiệu xuống sức của các cầu thủ Thanh Hà vào buổi chiều rất rõ rệt. Bên tuyển Thanh Hà xin lỗi ý, tỷ số bây giờ là 10-14. Trận đấu tiếp tục. Mình đã cắt phần hội ý rồi. Chắn bóng thành công. Phải nói là xin lỗi các bạn, vừa rồi là pha lọt lòng, vừa rồi là pha chắn bóng của số 16 bên tuyển Hưng Yên, bóng đã lọt lòng. Điểm cho Thanh Hà 5-10. Đội bóng rất tốt, phải nói là ở bên tuyển Hưng Yên số 16 và số 1, hai chủ công rất mạnh của tuyển Hưng Yên. Điểm 11-5 cho Hưng Yên với một cái đối sách rất phù hợp ở trận đấu này của Hưng Yên. Tất cả các cái đường tấn công của chủ công không rồi. Vừa rồi là điểm cho Thanh Hà 6-11. Đá bóng tốt, vừa rồi là pha ghi điểm của chủ công số 1 bên tuyển Thanh Hà. 7-11 cho Thanh Hà. Bởi vì cũng báo cáo với các bạn là ở giải đấu này thì ban tổ chức xếp bảng và căn bảng thế nào, ba đội ở vào vòng chung kết, tức là đấu vòng tròn một lượt. Thì đối với trận chắn bóng tốt, rồi là pha chắn bóng rất hay của các cầu thủ Thanh Hà, 8-11 cho Thanh Hà. Ba đội vào vòng chung kết đấu vòng tròn một lượt, đội nào thắng hai trận giành chức vô địch. Nên trận đá bóng rất tốt. Điểm 9-11 bên tuyển Hưng Yên xin hội ý. Đã hết thời gian hội ý, trận đấu tiếp tục. Số 1 của Thanh Hà phát bóng. Rất tuyệt vời, phải nói là vừa rồi là pha cứu bóng của các cầu thủ Thanh Hà. Vẫn còn, phải nói là bóng rất lắc léo, hay, hấp dẫn. Bóng ngoài sân. Điểm số cho Thanh Hà 10-11. Bên tuyển Thanh Hà phát bóng. Trọng tài đã thổi còi. Vừa rồi là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ Thanh Hà, lỗi bê bóng. Điểm 12-10 cho Hưng Yên. Đập rất bóng rất tuyệt vời, một pha bóng. Một pha tấn công của chủ công số 9 vào số 10. 11-12 cho Thanh Hà. Thì mình cũng chưa hiểu được đây là trận đấu gì. Bởi vì phát bóng tốt, điểm số cân bằng 12 đều. Bởi vì đội nào giành chiến thắng ở trận đấu này là lọt vào trận chung kết. Thì trận chung kết lại có 3 đội đấu vòng tròn, là đây là cái trận bán kết hay là trận tứ kết mình cũng không hiểu được. Bỏ nhỏ thành công, rồi là pha tấn công rất hay của chủ công số 1 bên tuyển Hưng Yên. Khi giới hàng rào chắn của các cầu thủ Thanh Hà
thì chị lại chuyển sang bò nhỏ. Góc xa không giành rất khó. Còn không? Vẫn còn. Bóng ngoài sân. Điểm số cân bằng 13 đều. Đấy, trận đấu rất hay và hấp dẫn quý vị và các bạn. Đừng rời màn hình lúc này. Lại là một pha bỏ nhỏ rất tuyệt vời của chủ công số 1. Hai pha bỏ nhỏ liền nhau ghi điểm. Một pha cánh phải và một pha cánh trái của tuyển Thanh Hà. Bởi vì khi đã tổ chức rào chắn kép hoặc chắn 3 thì cái số lượng người chỉ có 5 người. Lên chắn thì còn 2 người dưới được cực kỳ linh hoạt. Đã bóng tốt. Sang ở trận đấu này thì khi cầu thủ số 1 xuống sức thì chủ công số 9 của tuyển Thanh Hà lại phát huy tác dụng. Rất uy lực của chủ công số 16 bên tuyển Hưng Yên. Thêm một điểm cho Hưng Yên. Tỷ số bây giờ là 15-14. Bóng ngoài sân rồi. Rồi là bóng ngoài sân chính xác. 16-14 cho Hưng Yên. Bóng rất tốt và đó là pha mẫu mực của chủ công số 1 bên tuyển Thanh Hà. Điểm 15-16 cho Thanh Hà. Bóng ngoài sân rồi. Đến phút này mà nói thì hai đội lại phải làm lại từ đầu. Điểm số bây giờ là 16 đang. Khi mà chủ công số 1 của tuyển Thanh Hà vào thì cái diễn biến của trận đấu gần như khác hoàn toàn. Bây giờ là pha chắn bóng thành công của các cầu thủ Hưng Yên. Điểm số 17-16 cho Hưng Yên. Trọng tài đã thổi còi. Vừa rồi là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Hưng Yên. Điểm số cân bằng 17 đều. Không được rồi, không. 18-17 cho Hưng Yên. Hai đội ăn miếng trả miếng, điểm số giằng co nhau từng điểm một ở những phút đấu quyết định cuối cùng của set đấu thứ hai. Bóng ngoài sân rồi. 18 nào. Đội bóng tốt. 19-18 Hưng Yên. Và đó là ở bên tuyển cái sự vượt trội của Hưng Yên với đội tuyển Thanh Hà. Theo mình nhận định ở đây là có hai chủ công rất tốt, đặc biệt là chủ công số 16 có những pha đập rất uy lực. Và chủ công số 1 thì họ có lối đánh rất khôn khéo vào bóng trong sân. 20-18 ở giải đấu này ban tổ chức áp dụng sang đấu 21 cách biệt 2 bàn. Bỏ bóng không thành công. Vừa rồi là pha bỏ nhỏ không thành công của chủ công số 16. 19-20 cho Thanh Hà. Trận đấu rất hay và hấp dẫn. Đá bóng tốt. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Trọng tài số 2 đã chỉ tay bóng ngoài sân. Như vậy là điểm số được cân bằng 20 đều.
Vừa rồi là trọng tài số 2 đã ra hiệu bóng ngoài sân. Phản ứng của các cầu thủ Hưng Yên là bóng đã chạm tay, nhưng quyết định của trọng tài vẫn là quyền quyết định tối cao trong một trận đấu. Bởi vì ở các giải đấu của trong nước như giải đấu nghiệp dư như này thì không có tình trạng quay lại. Dấu hiệu xuống sức của các cầu thủ Thanh Hà rất rõ rệt. Trận đấu tiếp tục. Bên tuyển Thanh Hà phát bóng, điểm số bây giờ là 20 đều. Đợi bóng tốt của số 1 bên tuyển Thanh Hà. Điểm 21 20 cho Thanh Hà. Đội nào giành chiến thắng ở trận đấu này giành quyền vào trận chung kết. Số 16. Trọng tài đã thổi còi bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ Thanh Hà. Điểm số cân bằng 21 đều. Bên tuyển Hưng Yên phát bóng. Sự phát bóng ăn điểm ngay của các cầu thủ Hưng Yên phải nói là dấu hiệu xuống sức trầm trọng của các cầu thủ Thanh Hà trong những trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu. Đội nào giành chiến thắng ở trận đấu này cầm chắc vé giải ba. Đập bóng tốt. Trọng tài xác định điểm cho Thanh Hà, tỷ số được cân bằng 2-2 đều. Đội nào giành chiến thắng ở trận đấu này chắc chắn là giải ba. Bởi vì ở đây là có 3 đội vào chung kết cơ. Bóng không qua lưới rồi. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn, vừa rồi là pha đập bóng đã lọt lòng. Điểm 23-22 cho các cầu thủ Hưng Yên. Rất tiếc pha bóng cuối cùng lại không qua lưới. Như vậy kết thúc trận đấu thứ 2 thì đội tuyển Hưng Yên thắng đội tuyển Thanh Hà với tỷ số 24-22 và giành quyền đi tiếp vào trận chung kết. Mình xin kết thúc phần bình luận ở đây. Mình xin chào các bạn. Xin chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem.